Vâng, Thanh Quyền xin kính chào tất cả quý vị, các chú anh chị đang xem kênh Thanh Quyền Vlog. Buổi chiều ngày hôm nay thì Thanh Quyền muốn chia sẻ gửi đến cho tất cả quý vị một trong những cái thông tin liên quan đến câu chuyện của tỉnh thất Bồng Lai. Đặc biệt đó chính là cái sự láo khoét, dốc láo của một số các luật sư online và một số cá nhân luật sư mà cho rằng là đại diện với phía thiền hàm Bình Bộ Vũ Trụ, như là Vu Lăng, như là Thanh Trần, vân vân. Đặc biệt đến cái câu chuyện của cô thủ kho Thanh Trần, cái điều đầu tiên chúng ta thấy cái sự láo khoét, dốc láo và dẫn dắt cộng đồng mạng của cô ấy, trước tiên là cái vấn đề gọi là thâm nuôi. Rõ ràng chúng ta có thể được biết rằng đó là cái câu chuyện thâm nuôi phạm nhân cũng như là tội phạm, thì cô Thanh Trần này không đủ là một trong những gọi là cái yếu tố hay là cái tư cách gì để có thể gọi là thâm nuôi các tu ca cả, thưa cô chú anh chị. Theo cái luật thâm nuôi thì chỉ có là những người thân có được gọi là như cô dì chú bác, có được cái sự gọi là giấy tờ công chứng từ chính quyền địa phương là có mối quan hệ thân thích đối với gọi là các phạm nhân thì người ta mới có thể là có quyền thăm nuôi. Còn đối với cái cô thủ kho điện lực này, khi cô ấy đăng tải một số những cái hình ảnh là cô ấy vào trại thăm nuôi người này người kia, thì trên thực chất đó là một trong những cái hình ảnh gọi là dẫn dắt cộng đồng mạng mà thôi, thưa quý vị. Bởi vì cô ta không có một trong cái quyền hạn gì cũng như cái mối quan hệ nào để có thể gọi là thăm nuôi. Cô ấy nói rằng cô ấy đăng tải hình ảnh gọi là muốn thay đổi không khí, tránh xa những cái ồn ào vô thị, vào trại giam để hít thở. Thì trên thực chất đó, thưa quý vị, thì chỉ có thể là cô ấy muốn gọi là làm quen cái không khí đó thôi. Cô ấy vào bên trong đó để mà hít thở không khí, rồi bên cạnh đó là làm quen cái không khí, cái môi trường trong đó, để sau này đó mà nhập kho đó thì không có bị gọi là bỡ ngỡ với cái không khí bên trong đó. Chứ trên thực chất thì cô này đâu có cái mối quan hệ hay là cái gì mà để gọi là vào bên trong đó để mà thăm nuôi các tu ca cả, cô chú anh chị. Kể cả hiện tại đó, liên quan đến một số những cái luật sư bên phía Thiện Am đó, thì họ cũng gọi là không thể gặp được các nhân vật bên phía Thiện Am nữa, cô chú anh chị. Bởi vì đơn giản là họ đang bị điều tra về cái vấn đề cái tội danh mới, cái tội danh khác, không phải là 331. Còn cái câu chuyện mà cho rằng là các luật sư đó, họ gọi là làm đơn gửi đến kiến nghị rồi giám đốc thẩm, trên thực chất đây cũng là một câu chuyện gọi là bịa đặt, họ chỉ nói cửa mồm thôi. Bởi vì được biết đó, nếu như mà kiến nghị giám đốc thẩm chỉ do chính những người gọi là phạm nhân này họ kiến nghị, đặc biệt phải có chữ ký của họ, thì cái lý do mà Thanh Quyền nói rằng họ dốc láo đó chính là họ không gặp được các gọi là các thân chủ, các nhân vật gọi là tu ca này, bởi vì đang trong cái quá trình điều tra cái vụ án khác. Thì làm sao họ có thể gọi là làm những cái giấy tờ ai ký tên để mà họ kiến nghị giám đốc thẩm, thưa quý vị. Còn nếu như mà thật sự họ dám cả gan mà kiến giám đốc thẩm đó thì càng chết thôi, bởi vì người ta sẽ có những cái công văn trả lời về liên quan đến câu chuyện này là những cái vụ án gọi là này có quan tình hay không, để mà kiến nghị giám đốc thẩm thì rõ ràng nó không có quan tình. Cho nên đó, khi mà họ kiến nghị giám đốc thẩm thì sẽ có văn bản trả về, như vậy thì họ cũng sẽ gọi là bể mánh, không có kiếm chác được cái phần tiền của Mạnh Thường Quân, bởi vì họ bây giờ họ đang kêu gọi để mà kiếm tiền để mà làm tất cả những cái vấn đề pháp lý liên quan Thiện Am, đặc biệt đó chính là ông Vu Lăng nha. Ông Vu Lăng này ổng rồi có thể nói là dẫn dắt cực kỳ, kiếm chác trong câu chuyện của Thiện Am Bộ Vũ Trụ rất nhiều, thưa cô chú anh chị. Đặc biệt hơn đó chính là cái vấn đề mà liên quan đến cái câu chuyện côn đồ 50 người họ mang đi mang lại trên mạng xã hội. Thực chất đó, thưa quý vị, thì cái câu chuyện này nó không có liên quan đến gọi là thứ nhất là các luật sư, thứ hai câu chuyện này đã xử lý rồi thì chúng ta không nói nha. Còn các luật sư này họ không hề có gọi là ký hợp đồng với Thiện Am trong cái câu chuyện 50 người. Nếu để nói cái câu chuyện 50 người thì phải là các cá nhân của Thiện Am họ kiến nghị, hoặc là luật sư đại diện. Cái thời điểm đó thì chúng ta được biết là luật sư là một ông khác, đó chính là ông Lê Ngọc Lưng đó thì phải, thưa quý vị. Chứ không phải là các luật sư này, cũng như là không phải cô cái câu chuyện của cô thủ kho. Cho nên các nhân vật này không có tư cách để mà nói về cái câu chuyện gọi là 50 tên côn đồ gì theo họ nói. Bởi vì sao ạ? Bởi vì họ làm gì tiếp xúc được hồ sơ của vụ án, thưa quý vị. Chỉ có những luật sư và các gọi là các người có liên quan, như là các phạm nhân trong câu chuyện này đó, họ có liên quan đến cái vụ án gọi là khoảng 30-40 người gì đó. Người ta nói khoảng thì nó có vẻ nghe hợp lý hơn. Đằng này người ta các nhân vật luật sư lại khẳng định gọi là vụ án 50 tên côn đồ xông vào Thiện Am Bộ Vũ Trụ, là một trong những cái sự vu oan
giá quà vu khống làm nhục người khác, đặc biệt là vu khống cho cơ quan công an huyện Đức Hòa quá rõ ràng. Bởi vì họ không biết được cái bên trong hồ sơ vụ án, nhưng mà họ nói như đúng rồi, đằng này họ lại mang một trong những cái tư cách đó chính là sao, là thạc sĩ, là luật sư, nhưng mà nói chuyện lên mạng xã hội thì không có những cái bằng chứng. Đây là một trong những cái sự láo khoét rất rõ ràng của các cá nhân mang danh là luật sư online trên không gian mạng để bênh vực cho Thiền Anh bộ trụ. Đặc biệt hơn thì cái vấn đề quan tâm trong thời điểm hiện tại đó chính là cái câu chuyện của cô Võ Thị Diễm My. Hiện tại thì về phía cơ quan chức năng chúng ta được biết là có hai cơ quan, công an thành phố Hồ Chí Minh, cái nơi mà cô Diễm My này cư trú đó, chính cha mẹ của Diễm My đã làm đơn để mà truy tìm. Bên cạnh đó về phía của Long An cũng đang ra một trong những cái thông báo đó chính là truy tìm cô gái Diễm My, và khiến cho rất nhiều quý vị khán giả cảm thấy khó hiểu. Bởi vì qua những đoạn video clip thì chúng ta có thể thấy rằng Diễm My chắc chắn đã vi phạm pháp luật. Đặc biệt đó chính là câu chuyện gọi là có những video clip vu khống, thứ nhất là cho cha mẹ, thứ hai đó chính là cơ quan công an huyện Đức Hòa. Như vậy thì tại sao, một câu hỏi đặt ra, các cơ quan chức năng không làm cái gọi là cái lệnh truy nã Diễm My, giống như cái câu chuyện mà của bà Lê Thu Vân, thưa quý vị. Thì theo riêng cá nhân của Thanh Quyền đánh giá trong câu chuyện này, cái thứ nhất đó, đó chính là cái lòng gọi là nhân đạo. Bởi vì ít nhiều vì cô gái Diễm My này cũng là một trong những nạn nhân, tuổi cô ấy còn rất trẻ, thưa cô chú anh chị, khi đã bị dụ dỗ vào trong một trong những cái động ma quỷ, đó chính là cái động của tỉnh Thất Bồng Lai, là một trong những nạn nhân. Thì vì mà các nhân vật này đã bày mưu tính kế và thậm chí dàn dựng kịch bản cho Diễm My phải lên nói như thế này, nói như thế kia, thậm chí là nói xấu cả cha mẹ mình. Chứ thật ra đó thì cô ấy Diễm My này được biết đó, trước đây thì gia đình chia sẻ rất là cụ thể, học rất là ngoan và rất là nghe lời cha mẹ. Từ khi vào bên trong Thiền Am bên bầu vũ trụ, rất là nhiều người nói những cái câu mà rất là có thể nói là làm tổn thương gia đình, như là Diễm My đã mê trai để mà vào bên trong Thiền Am, vân vân, rất là nhiều thứ. Nhưng trên thực tế thì chúng ta có thể thấy cô ấy quả thật là một trong những cái nạn nhân. Và chúng ta được biết là luật pháp thì cũng luôn có đi đôi với cái luật, đó chính là nhân đạo. Và Thanh Quyền thấy rằng đó thì đây rõ ràng là một sự nhân đạo, mới không ra cái lệnh gọi là truy nã đối với Diễm My. Bởi vì người ta xem xét thì rõ ràng cô này cũng là một trong những gọi là bị hại, bị dụ dỗ vào bên trong Thiền Am bộ vũ trụ. Cho nên đến ngày hôm nay thì có khả năng đây là một trong những cái lý do mà người ta vẫn không ra cái quyết định gọi là truy nã đối với Diễm My. Vì trên thực tế cô ấy đó cũng là một trong những cái người vi phạm pháp luật quá rõ ràng. Trước tiên đó chính là tội 331 vu khống và làm nhục, 155, 156 luôn trong câu chuyện này, thưa cô chú anh chị. Vào thời điểm này đó thì cái thông tin tung tích của Diễm My thì không ai biết đến. Nếu như mà ra một trong những cái lệnh truy nã đó, thưa quý vị, thì chắc chắn rằng là những cái người chứa chấp đó cũng sẽ có liên đới nếu như mà ra quyết định truy nã rồi. Chúng ta nhìn thấy đơn giản cái câu chuyện của bà Lê Thu Vân thôi. Lúc trước là truy tìm thì vẫn không có tung tích, nhưng mà sau khi truy nã thì lập tức là sẽ ra trình diện ngay. Và Thanh Nguyên cũng tin rằng nếu như ngày hôm nay mà phát cái lệnh truy nã Diễm My thì chắc chắn một điều rằng cũng không dám, không ai mà có thể dám chứa chấp, và Diễm My cũng sẽ phải ra đầu thú ngay thôi. Nhưng mà nếu như mà truy nã đó thì có lẽ rằng quá tuyệt tình với một trong những cái nạn nhân, bởi vì cô ấy đó cũng chỉ là một trong những gọi là người bị dụ dỗ vào Thiền Am bên bầu vũ trụ mà thôi. Chúng ta còn phải nhìn nhận rõ ràng đó chính là những cái người lớn tuổi như là bà Lan nè, rồi cho đến là bà Lê Thu Vân, cho chính bà Cao Thị Cúc, những người lớn tuổi đã trải sự đời mà còn khi mà bước vào Thiền Am bầu vũ trụ đó thì còn bị ma mị, huống chi là một con, những cái cô gái còn quá trẻ, tuổi đời còn quá non nớt, thưa, như là Diễm My, thưa cô chú anh chị. Và cái sự gọi là hợp tác của cha mẹ của Diễm My nữa đối với cơ quan chức năng trong cái câu chuyện mà tỉnh Thất Bồng Lai nữa, thưa quý vị, đó là một trong những cái điều mà nguyên nhân khiến ngày hôm nay có khả năng thôi nha, là đó là lý do, là cơ sở để có thể nói là không ra cái lệnh truy nã Diễm My. Nhưng mà nếu mà có thể có ra cái lệnh thì quyền tính chắc rằng cô gái Diễm My này cũng sẽ phải trình diện thôi. Có lẽ rằng Diễm My thời điểm hiện tại cô ấy đang rất là sợ hãi khi thấy các nhân vật Tuka đã bị bắt rồi. Đơn giản thôi, như cái bùa cô gọi là Bùi Ngọc Trâm hiện tại cũng vậy đó, trong tình trạng sợ hãi nên mới không dám
có những cái chữ ký hoặc lên tiếng về cái sự việc mà cô nói là khám xét thân thể sai nữa. Rõ ràng là người ta làm đúng theo quy trình, đúng theo pháp luật, do chính cái cô này cũng đã gọi là ký tên, nhưng mà cô ta bị cái sự gọi là áp lực từ phía các nhân vật bên trong Tự Thác Bồng Lai, đặc biệt cái thời điểm đó còn bên ngoài đó chính là Nhị Nguyên đó, đã áp lực cho cô ấy nên cô ấy phải lên mạng nói như vậy. Và sau này khi mọi việc đã rõ ràng thì cô này không còn dám xuất hiện nữa. Kể cả cô khi mà người ta vận động, cô Thanh Trần, cô Lan vận động đi ký tên đi, nhưng mà sao ạ? Nhưng mà cô này không dám xuất hiện. Nếu như thật sự oan ức thì chắc chắn là cô ta đã làm tới cùng rồi, đúng không ạ? Đâu phải dễ dàng nói rằng là Thiền Nga bên bộ trụ thấp cổ bé họng, họ không dám họ đến trụ sở công an của người ta, họ la làng la xóm ra trước cái cổng trụ sở công an huyện Đức Hòa, còn la lối còn kêu gọi, như vậy là thấp cổ bé họng hay sao? Trong những lần vào khám xét Thiền Nga thì họ đã kêu gào như thế nào? Bà Lê Thu Vân nói rằng là bệnh tật rất là nặng nhưng mà có thể thấy là khi công an ra về đó, bà ta quay video clip lên, chính là những cái kênh YouTube của Nhật Lý Thị Sư, quay video clip lên la làng la lối rất là lớn họng, như vậy là thấp cổ bé họng hay sao? Thưa cô chú anh chị, rõ ràng là những cái cá nhân này cố tình chống đối. Và thậm chí đó, vào thời điểm hiện tại chỉ có một cái cơ hội duy nhất dành cho Diễm My, đó chính là cô ấy tự ra đầu thú, và thậm chí đó chính là phải chấp nhận khai ra những người đã có thể nói là dàn dựng kịch bản trong những video clip bắt cô gái Diễm My này phải nói như thế này như thế kia, vu khống công an, vu khống cha mẹ, thì đó là Diễm My sẽ lấy công chuộc tội, sẽ có một chút ít nào đó giảm nhẹ được cái tội danh đối với mình. Còn nếu sau này nữa mà Diễm My mà người ta truy tìm thấy đi, người ta truy cứu trách nhiệm liên quan đến những video clip cô gái này mà ở trên mạng đó, thì cô chú anh chị, Diễm My chắc chắn sẽ không thoát được những cái tội danh đi chung với các nhân vật Tuka luôn, đồng tội danh là đồng phạm. Thưa quý vị, nếu như mà Diễm My còn thật sự sáng suốt thì thời điểm hiện tại đó thì nên ra đầu thú, lấy công chuộc tội, tố cáo các nhân vật này đã dàn dựng kịch bản, đã ép cô ta, đã viết ra kịch bản và để cô ta nối theo những cái lời của các nhân vật này, thì lúc đó cô gái Diễm My này sẽ được gọi là giảm nhẹ tội danh. Thưa cô chú anh chị, đó là một số những cái câu chuyện trong buổi chiều ngày hôm nay Thanh Nguyên xin chia sẻ gửi đến cho cô chú anh chị. Không biết rằng quý vị khán giả có đồng tình với những cái ý kiến, những cái quan điểm của Thanh Nguyên trong cái video này hay không. Mọi đóng góp của chú anh chị mong rằng để lại dưới phần video để Thanh Nguyên có thể tham khảo hơn trong cái sự việc ngày hôm nay, đặc biệt là câu chuyện của cô gái Diễm My cũng như là cái sự láo khoét dẫn dắt cộng đồng mạng nói dốc nói láo của các gọi là luật sư online bảo vệ cho Thiền Nga bảo trụ. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những cái thông tin mới, những cái video mới tiếp theo trên kênh Thanh Nguyên Vlog. Xin chào. Vâng, cuối phần video ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến tất cả cô chú anh chị hai sản phẩm là một trong những đặc sản của vùng quê hương Bạc Liêu cũng như là Cà Mau. Trước tiên đó chính là trà bông tôm 100% được làm từ con tôm đất thiên nhiên chứ không phải là tôm nuôi nha cô chú anh chị. Thì chúng ta được biết là trà bông đó thì chúng ta ăn cùng kèm với xôi nè, với cháo trắng nè, hoặc là với cơm thì cực kỳ ngon. Thì bảo đảm cho cô chú anh chị đây là 100% được làm từ con tôm đất thiên nhiên. Và một keo em đang cầm trên tay đó thưa quý vị là nửa ký là 800.000, một ký là 1.600.000 nha. Còn đây là một trong những cái sản phẩm mà em đã bán được rất nhiều, đó chính là mật ong rừng nguyên chất 100% thiên nhiên được lấy từ rừng tràm U Minh Cà Mau nha quý vị. Một chai em đang cầm là nửa lít là 750.000, 1 lít là 1.500.000, miễn phí ship toàn quốc cho tất cả quý vị khán giả. Thì những sản phẩm bên em á, kèm hai sản phẩm này thì hoàn toàn là miễn phí ship toàn quốc. Còn quý vị khán giả, cô chú anh chị nào ở bên phía nước ngoài thì cái phần phí ship thì quý vị khán giả khi mà mua đó thì sẽ phải chịu nếu như quý vị ở nước ngoài. Rất mong cô chú anh chị đó thì ủng hộ cho những cái sản phẩm của bên em, mật ong rừng nguyên chất cũng như là trà bông tôm. Xin cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều.